Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm MapPhone, hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn đó là sử dụng chức năng là di chuyển đối tượng của các map trong phần mềm MapPhone nha. Rồi ta bắt đầu vào thực hành luôn nha. Giả sử ta có một cái đối tượng như thế này, ta muốn di chuyển nó qua điểm ở đây thì làm cách nào? Đó, thì ta chọn chức năng này nè, di chuyển đối tượng nè. Đầu tiên là ta chọn đối tượng, là kích hoạt đối tượng, là di chuyển, nắm đây nè, chọn đây nè, nắm kéo qua đây, rồi bấm ok, đó, còn chết lại nha. Rồi giả sử ta muốn di chuyển đối tượng này đi xuống đây, thì ta bấm vô di chuyển nha, rồi di chuyển xuống bằng khoảng bao nhiêu, ở đây di chuyển xuống sân 600 m, rồi ok, nó di chuyển cho mình 600 m. Còn đối tượng này ta muốn di chuyển qua đâu, qua đây. Lên đây nè, di chuyển qua lên đây nha. Đó. Rồi ta bấm ok, tự động di chuyển lên các bạn. Cái này là chức năng nó ứng dụng là để di chuyển theo khoảng cách và cái góc mà chúng ta mặc định nha. Và chúng ta tập cho nó. Rồi cảm ơn các bạn đã nghe. Chúc các bạn thực hành thành công nha.